Famikit vị sô-cô-la, uống ngon chóng lớn. Dung My à, Dung My, Dung My, bạn đi đi, bạn đừng có theo mình nữa. Dung My à, sao? Sao gì mà sao? Mình biết là bạn giỏi tiếng Anh rồi, nhưng mà bạn không được chơi ba người khác như vậy chứ? Không có, tại tôi không ngờ là có người lại lộn từ chữ USA thành UFO á. Từ xưa đến giờ có ai gọi nước Mỹ là UFO đâu. Bạn có cười được nữa hả? Mình nói sai thì đã sao? Chứ hai được chữ đó nó giống nhau mà. Ủa thì sai thì bạn phải tìm cách sửa chứ, sao tự nhiên bạn có thái độ vậy Dung My? Thái độ là như thế nào? Thôi từ nay bạn muốn chơi thì gì thì chơi đi. Mình kết thúc, nhấn enter đi, enter luôn đi. Dung My à, over chứ không phải enter Dung My. Dung My. Ủa con, hai đứa nó gây lộn á hả? Dạ đúng rồi mẹ. Ủa mà enter là cái gì? Enter á, ý của Dung My nói là chấm dứt mà nó nói qua enter mà, nó lộn. Dạ. Con. Dạ. Bộ ở trong lớp á, Dung My nó cũng đối xử với mình vậy hả con? Trời ơi, đây là bình thường á cô. Mọi khi còn hơn thế nữa. Con này. Sao cô chửi con là cái con này? À, không, không, cô có chửi con, con ăn đi, con ăn đi. Dạ. Mà con thật mà cô Dung My học ngu lắm. Học cực kỳ ngu. Mà con không hiểu sao não Dung My não cá vàng hay sao mà không nhớ gì hết, gì cũng quên. Kỳ á. Đừng có đi theo người khác nữa có được không? Sao không cho mình đi theo bạn? Ai cũng được là nhà bạn chơi hết trơn mà. Sao phân biệt đối xử với mình vợ? Tôi thích phân biệt đối xử vậy á, thì sao? Thì thôi. Làm ơn đừng có đi theo nữa có được không? Tôi có đi theo đâu, tôi đang đi về nhà tôi mà. Nhà bạn hướng này mà. Nhưng mà tổng sao nhà tôi ở hướng này? Đứng yên ở đây nha. Bạn mà đi theo tôi nữa, tôi không có nhìn mặt bạn đâu. Được chưa? Người mà kỳ cục. Hả? Quý? Quý? Oh, hello. Hello anh girl. Quý, bạn biết nhà của Mẫn ở đâu không? Cái gì? Bạn xem thường mình hả? Mình là bạn thân của Đức Mẫn, làm sao mà mình không biết nhà Đức Mẫn được? Vậy thì bạn chỉ nhà Đức Mẫn cho mình đi. No, Đức Mẫn nó ghét bạn lắm. Bởi vì sao? Bởi vì mình là bạn thân của thằng Đức Mẫn. Và mình nhất quyết không thể nào làm cho nó ghét mình được đâu ủ gì. Mình cho bạn 100.000, mình chỉ nhà Đức Mẫn cho mình nha. Ok, đi theo mình. Come on, go. Ngồi đây nha. Dạ. Coi, uống gì? Rồi. Cảm ơn nghe. Uống gì? Uống sữa tươi nha. Sữa tươi hả? Thôi uống sinh tố bơ được không? Sinh tố bơ cũng được, đẹp da đó. Vậy nha, cái này vậy nha. Ý anh nói giao em buổi giờ sáng hả? Đúng rồi, gì nữa. Anh ơi, cho anh ly. Anh Hai đi đâu vậy anh Hai? Em chào anh Hạnh. À, chào cô của hai đứa con tôi. Dạ.
Không, bình thường đi, anh đến đây làm công việc. Công việc à, rồi à, vậy thôi, anh đi nha. Hai đứa cứ tự nhiên vui vẻ. Hiền với Phúc cứ tự nhiên. Ở đây có món trứng cút ngon lắm. Hiền kêu trứng cút cho Phúc ăn nha. Đi. Anh ơi, anh Phúc, anh Hạnh, có khi nào anh Hạnh về nói cho người lớn biết ở nhà không anh? Lần trước chị Hoàng Anh hứa với em là chị Hoàng Anh không có nói đâu, nhưng mà còn anh Hạnh thì em không biết sao nữa. Không biết cái gì nữa. Tính anh Hạnh thì ai chẳng biết. Cái miệng lúc nào bô lô bô loa. Thế nào ông về kể cho chị Hoàng Anh, kể cho ba, cho mẹ nghe cho coi. Nguyên cái nhà thế nào cũng biết, chắc chắn là vậy rồi. Anh à, hay là không mấy á, anh năn nỉ anh Hạnh đi, nói đừng có nói ai nghe nha. Biết ngay mà, máy bận liền thấy chưa? Chắc là đang gọi chị Hoàng Anh, kể chị Hoàng Anh nghe chứ gì. Anh nói rồi, anh hai là người vậy đó, bô lô bô loa. Thế nào chị Hoàng Anh cũng biết, là tất cả mọi người đều biết. Mà thôi, đừng quan tâm chuyện này nữa. Coi như quên đi, chắc chắn là mọi người biết rồi đó. Yumi à, ăn một miếng đi. Hồi nãy bạn nói bạn hết giận rồi mà. Không. Ăn đi mà, dưa hấu đỏ. Đỏ giống như là tình cảm của tôi dành cho bạn nhé. Mình không ăn đâu. Mình đang đói bụng, mình muốn ăn mì giờ. Mì hả? Được rồi, để tôi đi nấu mì cho bạn nha. À, bỏ thêm trứng nữa nha. Mình thích ăn trứng. Ok, tôi bỏ cho bạn 5 trứng luôn. Ok. Khoan đã. Dạ. Đứng đó, đứng đó, đứng đó. Sao mẹ? Yumi. Dạ. Con muốn ăn mì hả? Dạ. Con nghĩ là con có thể tự xuống bếp nấu mì ăn mà con. Nhưng mà con không muốn nấu. Muốn ăn mà không muốn nấu. Dạ. À, con nghĩ là thằng Minh con trai cô chắc nó cũng đâu có thích nấu mì đâu. Ừ, Minh, bạn có muốn nấu mì cho mình ăn không hả? Dạ có. Cái đó là Minh tự nguyện hết nha cô. Bạn có bị gì không vậy Yumi? Bạn muốn ăn thì bạn lăn vào bếp, bạn tự làm đồ ăn đi. Không lẽ bạn không có tay, không có chân để phục vụ mình à hả? Con gái con đứa kiểu gì vậy? Mà không thích. Bạn thì giỏi rồi, vậy thì sao? Cô coi kìa, cô coi kìa, con gái con đứa nói chuyện kiểu vậy đó cô. Nói vậy thì sao? Thôi, thôi, thôi. Hello everybody. Ôi, ôi dạ. Chào cô Hoàng Anh. Mọi người ơi, đón chào thành viên mới đi nào. Come on baby, vô đi vô đi. Nhà của Mẫn cũng như nhà của mình vậy đó. Dạ, con chào cả nhà, con chào cô. Ai nữa vậy? Dạ bạn mới, chung trường con đó cô. Dạ. Ờ con vô ngồi đi. Vô ngồi, vô ngồi. Trời, tự nhiên đi, như nhà của mình vậy đó. Nhà của Mẫn như nhà của mình vậy, tự nhiên đi. Ngồi vậy. Ê con mặc giày kia, tới đây chi vậy? Ủa, chứ nhà là nhà của ai? Tự nhiên lại lên tiếng vợ. Sao? Cái đồ mặc giày. Ai mặc giày ạ? Con tên gì? Dạ, con tên là Hoàng Anh thưa cô. Hoàng Anh? Dạ. Tên giống tên cô vậy? Dạ, Mẫn cũng có kể về cô cho con nghe. Mẫn thích kể chuyện về cô với con lắm. Mẫn kể chuyện cô cho con nghe. Dạ. Thiệt không? Thiệt mà cô. À. Yumi ơi, tôi nấu mì xong rồi nè. Xuống đây ăn đi. Lâm không. Ơi, tôi quên nấu cho ông rồi. Ông xuống tự nấu đi Lâm. Trời ơi, trời ơi, xong nụ luôn cho tôi. Ê, hey, có mì hả? Sao xong nụ luôn cho tôi, Minh ơi. Ê, hey, có mì hả? Cho tôi tô hủ tiếu vậy. Ê. À mà cô ơi, cô có chừng nhỏ đó nha cô. Nhỏ đó là bơm đậu chậm của lớp con đó cô. Con học chung với Mẫn hả? Dạ. À, vậy là hai đứa. Dạ, con giới thiệu với cô. Con
trời, không biết đỏ mặt luôn á. Ai làm gì mà nói dối? Cô ơi, nhỏ này á là đội sổ đó con đó cô. Đội sổ? Dạ. Ai đội sổ vậy? Nhưng mà đội sổ cũng hơn IQ 2 điểm. 2 điểm chắc nhiều lắm á. 2 điểm chắc không nhiều ha. Mà tôi nói vậy á là ý tôi á, bạn cũng là đội sổ đó, đồ não cá vàng, không hiểu hả? Ê, cái đồ não ngắn kìa, nó ai là não cá vàng đó hả? Ủa, bạn nói là não ngắn vậy? Bạn muốn cái gì? Muốn cái gì? Sao không? Muốn đánh lộn hay gì? Đi ra ngoài đánh lộn. Đánh lộn nè. Muốn gì? Sao? Muốn gì? Bạn sao? Nói gì? Trời, não cá vàng hả? Tôi nói bạn não cá vàng á, đồ não ngắn. Cái đồ này. Một đứa não cá vàng, một đứa não ngắn, im lặng hết cho tôi. Ăn cơm luôn rồi mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ mở cửa cho ai vậy mẹ? Phúc nó về đó, lấy cho chén đũa cho nó ăn luôn. Thưa ba, chào cả nhà. Phúc à. Dạ. Cuối tuần này cha con đi tập thể dục cho con, lâu quá là không có tập. Dạ. Ủa, nói vậy hai con có phải đi tập cùng không nội? Đúng không nội? Thôi hai đứa ở nhà học bài đi, để số 2 về số 3 đi thôi. Mất cái ngày nghỉ của người ta luôn á. Gì đó, lèm bèm cái gì đó. Tập thể dục để nâng cao sức khỏe mình lên, lâu lắm rồi không tập. Cha con hàn huyên tâm sự nữa. Con Hồng trốn nghe chưa? Đúng rồi. Mẫn, con có gì muốn nói với mẹ không vậy? Dạ, nói gì mẹ? Thiệt là không có gì nói. Sao vậy mẹ, có chuyện gì vậy mẹ? Con nói chuyện sao, ăn cơm đi. Chú Phúc. Dạ. Chị hai kêu em hả? Tôi muốn kêu chú ăn cơm đi, sao nhìn chú lạ vậy? Dạ, ở đâu có gì. Gấp đổ một lớp mày. Mày biết mày la gì à? Hỏi mày ăn đi. Cả nhà của anh không ai biết hết. Ngay cả chị Hoàng Anh cũng không biết luôn. Nhưng mà anh thấy cũng kỳ kỳ. Tính của anh Hành xưa nay không phải như vậy. Ồ, anh biết rồi. Vậy nha. Anh hai, uống nước đi anh hai. Vì sao tự nhiên mai đem nước vô mặt căng thẳng vậy, có chuyện gì không vậy? Chả có chuyện gì đâu. Em thấy anh làm việc mệt mỏi, cho nên em cố tình pha trà cho anh hai uống. Anh hai, anh hai uống đi anh hai. Không có chuyện pha trà không là thấy ghê rồi đó. Có gì ông nói nghe coi. Có gì đâu anh hai. Có ý đồ gì không? Có ý đồ gì đâu, em pha trà cho anh hai uống là bình thường, anh hai uống đi. Không có chuyện gì nói đại mà. Thấy làm anh hồi hộp quá. Thì anh hai uống đi. Thật ra không có chuyện gì hết á. Cái chuyện hồi sáng. Cái chuyện quán cà phê á hả? Anh tính hỏi mày á. Quen cô Dự Hiền hả? Hồi đó nghe chị hai nói là quen đứa nào tên Hiền thì ra là cô Dự Hiền. Bất ngờ thiệt luôn á, nhìn hai đứa quen nhau. Dạ có gì đâu anh hai. Cái chuyện này á, anh hai đừng nói chị hai nha anh hai. Anh hai biết mà. Anh hai mà nói cho chị hai nghe, chị hai sẽ nói cho ba mẹ nghe. Rồi ba mẹ làm rùm beng lên, rồi tụi bay sẽ gặp áp lực khi tụi bay yêu nhau. Yên tâm đi. Khóa miệng. Anh hai, hôm nay anh rất là khác lạ. Em không ngờ em có một người anh sâu sắc và tinh tế như anh. Em rất là kính trọng anh luôn. Em nói thiệt, em rất là kính trọng anh, rất là nể anh. Anh quá là sâu sắc anh hai ơi. Em rất là kính trọng anh luôn. Anh hai biết rồi. Dạ. Em không ngờ anh hai rất là sâu sắc. Em rất kính trọng anh hai. Anh hai, em ra ngoài nha anh hai. Anh hai phải luôn như vậy nha anh hai.
một người anh sâu sắc. Anh sâu dữ lắm. Dạ. Hoàng Anh ơi, Hoàng Anh. Hoàng Anh ơi. Hoàng Anh. Cái gì vậy anh? Cái gì vậy? Em biết thằng Phúc nó vừa nói gì với anh. Thằng Phúc nói gì vậy? Nó nói nó kính trọng anh. Hả? Thằng Phúc nó nói nó kính trọng anh. Thiệt không? Thiệt. Một cái thằng cứng đầu cãi miệng không nói mà bây giờ nó nói nó kính trọng anh. Sao lạ vậy? Anh có bị sao không vậy hả? Không, anh vui lắm. Tại em không hiểu đâu. Em có biết là mấy chục năm mà em, thằng Phúc lúc nào cũng chê bai anh á, mà anh thật sự không có gì bằng thằng Phúc hết. Ba mẹ cũng biết điều đó nữa. Ờ. Mà bây giờ tự nhiên nó kính trọng anh em. Nó kính trọng anh có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó phải kính trọng thật sự từ bên trong của nó. Nó kính trọng anh nhưng là nó thần tượng anh. Phúc vui, nó kính vui, trọng anh. Vui ha, vui ha. Em nghe em cũng vui giùm anh á. Phúc. Dạ. Lấy cho anh chai nước uống Phúc. Anh lại khát nước hả? Ừ. Để em lấy cho. Uống từ từ nha anh hai. Rồi rồi. Chú Phúc. Chú lấy còn chai nước giống bà còn được chú. Tự lấy đi. Chân bị liệt hả? Con. Lấy cho ba một chai nước giống vậy đi. Con mới ngồi xuống mà ba. Con đang ăn nữa. Hồi nãy con lấy cho anh hai. Sao ba không nói lấy luôn ba? Ủa vậy là sao? Con lấy cho anh con được, không lấy cho ba được hả? Sao anh con sai con đi, rồi ba sai con không đi? Dạ có đâu ba, tại anh hai bị nghẹn rồi đúng không anh hai? Bị nghẹn. Con nghẹn mà. Với em con nói thương con bà. Ủa lại trời. Em, thằng Phúc á, một cái thằng cứng đầu, anh kêu nó đi lấy nước cho anh mà nó đi liền. Em biết tại sao không em? Em biết tại sao không? Tại vì nó kính trọng anh. Em biết rồi. Em biết nhưng mà làm sao em hiểu được cái cảm giác đó của anh hả Hoàng Anh? Một cái thằng em của anh lúc nào nó cũng cứng đầu cứng cổ mà bây giờ anh nó kêu cái gì nó làm cái đó, em biết tại sao không em? Tại vì nó kính trọng anh em ơi. Chuyện này làm anh vui vậy luôn hả? Trời ơi, em chưa sống với thằng Phúc từ nhỏ tới lớn cho nên em không hề biết. Từ nhỏ tới lớn nó rất là cứng đầu. Mà bây giờ anh nói cái gì nó cũng nghe hết. Bởi vì nó kính trọng anh em ơi. Nó kính trọng anh như vậy thì anh kêu nó kính trọng luôn em đi. Được thôi, anh nói cái gì nó cũng nghe hết. Bởi vì nó đang kính trọng anh. Lát nữa anh đi tập thể dục chung với nó, anh sẽ bắt nó kính trọng em luôn. Được chưa? Biết tại sao không? Biết tại sao anh nói cái gì nó cũng nghe không? Bởi vì nó kính trọng anh em ơi. Ê nhỏ mặt dày, bộ tưởng đây nhà mình không? Ngồi để hoài vậy? Ủa chứ đây nhà bạn hả? Tôi tới chơi với Mẫn chứ chơi với bạn đâu. Hơ, chơi với Mẫn? Mẫn đi rồi. Bạn ngồi đây chờ làm cái gì? Thì tôi chờ Mẫn về. Ê nè 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 nè. Hai đứa. Dạ con chào bà. Dạ con chào bà. Gây lộn hả? Dạ không có đâu bà. Có bà ơi. Không được gây gỗ nghe, ngồi đây chơi nghe không? Dạ. Ý, cái đồ mặt dày không có lòng tự trọng. Hả, cái đó tôi có nhiều bạn. Ai nói gì vậy? Nói ai á hả? Nói không nghe thì thôi, đừng bắt anh khác gặp lại ha. Ý, con mặt dày này. Ở đây không có ai bán bánh chưng bánh giò, đừng có nói bánh dày ở đây.
Hoàng Anh. Dạ. Sao hai con nhỏ nó cứ gây lộn hoài vậy con? Con cũng biết rồi mẹ ơi, nói hoài tụi nó không nghe. Trời ơi, mà đây nhà mình chứ phải nhà tụi nó đâu. Thì đó. Mẹ tưởng tượng mà rước hai con nhỏ về làm dâu chắc nhà mình khùng với nó luôn á con. Hả? Thì con thấy hai đứa đâu phải thuộc dạng vừa. Mẹ nói cái chuyện gì mắc cười vậy mẹ? Hai đứa nó còn nhỏ mà còn đi học đi học phổ thông. Hằng Minh Mẫn làm gì có cái chuyện đó, mẹ nói cái chuyện mà không bao giờ xảy ra hết trơn. Mẹ never. Trời ơi con làm gì mà con bức xúc dữ vậy? Nè, để mẹ nói cho con nghe nghe. Con mà mình sanh ra còn nhỏ là con của mình, chứ lớn lên là nó không có nghe lời của mẹ đâu ha. Rồi á, để coi sau này con cũng giống y chang như mẹ mà thôi ha. Lớn lên đâu nghe lời cha mẹ đâu. Famikit vị sô cô la uống ngon chóng lớn. Dạ, thì tập thể dục cùng với ba với anh cha vậy tốt mà. Em thấy là vừa có sức khỏe nè, mà tình cảm gia đình mọi người với nhau kháng khích hơn nữa. Nhưng mà anh Phúc ơi, anh Hạnh ba của Minh Mẫn á. À, chuyện này á, anh có nói chuyện với anh Hạnh rồi. Và anh Hạnh nói á, là anh Hạnh tôn trọng cuộc sống riêng tư của anh. Anh Hạnh sẽ không nói cho ai biết hết. Tự nhiên á, anh nghe câu đó, anh tôn trọng anh dễ sợ luôn. Anh kính trọng luôn á. Từ đó giờ anh cứ tưởng anh Hạnh là một người khác. Ai ngờ anh là một người sâu sắc, tinh tế. Bởi vậy anh tôn trọng tận đáy lòng mình luôn. Biết Phúc à, anh vô cho Phúc. Dạ. Thôi bây giờ anh phải đi rồi, anh có gì anh gọi lại sau nha. Dạ dạ, vậy em cúp máy nha, bye bye anh. Anh hai. Đi anh hai. Anh có chuyện muốn nói với em. Dạ, chuyện gì anh hai? À, mấy mốt em đừng có gây gỗ với chị hai nữa. Dạ, em cũng muốn vậy chứ. Nhưng mà tại vì chị hai... Thôi, chị hai là vợ của anh. Tôn trọng anh là phải tôn trọng luôn cả chị hai. Chị hai là con gái, chị hai lớn tuổi hơn em. Nhịn một chút, chịu thiệt một chút, mình đâu có mất mát gì đâu cưng. Dạ, nếu anh hai nói vậy, em sẽ nghe lời. Ngoan lắm. Dạ. Đi đi, coi chừng trễ á. Dạ anh hai. Anh mời em. Anh hai người lớn, anh hai đi trước đi anh hai. Khéo quá trời. Cẩn thận nha anh hai. Không không không, được rồi, đây anh. Anh lớn rồi, anh tự lo được. Dạ. Có cần anh phụ em không? Dạ không anh hai, em tự ra được. Em vui lắm anh hai. Hôm nay em vui lắm. Anh biết mà. Cái gì vậy? Phúc nó kính trọng anh. Phúc nó kính trọng anh, kính trọng luôn em. Anh dạy nó rồi, nó ngoan lắm em ơi. Trời ơi, thiệt á. Thiệt không? Nãy đứng nhìn nó anh muốn khóc. Cưng lắm. Anh nói thiệt mà. Anh nói thì sao á? Anh hai. Ờ. Chị hai. Ờ. Ủa? Gọi đi em. Dạ. Phúc, hôm nay không có đi đâu hả? Chuyện đó thì liên quan gì? Ờ. Dạ không chị hai. Hôm nay em ở nhà, em không đi đâu hết á. Vậy thôi. Dạ, vậy thôi chị hai hả? À. Ờ, ủa, ba đâu anh hai? Ba hả? Không biết, chắc hình như dưới bếp hay sao đó. Em xuống dưới em xem thử coi. Dạ, thưa anh hai em đi. Thưa chị hai em đi. Yes. Yes. Em thấy chưa? Thằng Phúc có đời nào nó kính trọng ai không? Em thấy chưa, nó thể hiện một thái độ hoàn toàn khác với em. Còn anh thì khỏi nói rồi, lúc nào cũng nhìn chữ dạ thưa, dạ thưa. Kính trọng, kính trọng, kính trọng, kính trọng, kính trọng, kính trọng, kính trọng. Kính trọng, 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 kính trọng. Anh hai, dưới bếp đâu có ba đâu anh hai. Chị chắc ba trên lòng. Dạ, vậy em lên kêu ba nhanh hai. Anh có thấy anh nhảy rồi em ơi. Thì sao? Thì đâu còn nảy anh nữa. Là sao? Tại sao có một thằng anh mà ba láp ba xàm nhảy giữa đường giữa xá vậy được em? Giữa phòng khách mà nhảy vậy được. Gì vậy? Nó không còn kính trọng anh nữa rồi em. Em anh ơi, nói sao vậy? Nếu mà Phúc nó kính trọng anh thì đâu có phải gì cái chuyện mà anh nhảy mà nó không kính trọng anh nữa. Hồi nãy em có nhìn vô ánh mắt nó không? Chứ anh không dám nhìn vô ánh mắt nó. Anh thấy cái bước đi của nó, anh thấy có vẻ nó khinh thường anh lắm. Không có đâu mà. Nếu mà nó kính trọng anh thật thì nó vẫn bình thường, không có gì hết á. Em
Em thấy chuyện đó bình thường hả em? Bình thường. Nhưng mà anh sao tự nhiên anh hoang mang, anh lo lắng quá. Cái gì vậy không biết nữa. Anh hai, ba xuống rồi đi anh hai. À Phúc, em ngồi đây đi Phúc. Em ngồi dạ. đây đi Phúc. Em còn kính trọng anh không? Anh hai hỏi gì vậy anh hai? Đương nhiên là em kính trọng anh hai rồi. Anh hai số 1 mà. Thiệt hả em? Dạ. Thôi ba xuống anh hai, đi anh hai. Số 1 xuống nè. Đi, đi lẹ. Dạ, đi anh hai. Kính trọng, kính trọng, kính trọng, kính trọng, kính trọng, kính trọng. Anh hai. Cái gì vậy? Người anh đang kính, người anh đang kính. Để em, để em, để em. Để em anh hai. Làm hết hồn hết vía vậy Phúc. Đi chưa anh hai? Đi. Ủa anh hai. Cái gì vậy? Bỏ chân lên anh hai. Người anh đang kính của em. Anh hai không cột dây dày rồi dấp té anh hai sao? Người anh đang kính của em. Hoàng lắm. Quá đẹp rồi, quá đẹp. Ê. Dạ. Sao con kính trọng cái vậy? Bà chưa bao giờ ba thấy con kính trọng ba một lần nào. Bây giờ thử lần kính trọng ba coi ha. Nè. Sao tiền ba bắt con vậy? Ba ơi, Phúc có nguyên tắc của nó mà ba. Sao? Nó sẽ nói kính trọng với cái người nào mà nó thật sự kính trọng. Vậy, biết con... Úi. Anh hai đang kính của em, nói gì cũng đúng. Đi anh hai. Cẩn thận nha anh hai, té ra anh hai nha. Người anh kính trọng của em. Đi. Trời đất ơi. Đây là nhà ai? Nhà ai mà hai đứa làm loạn vậy? Hả? Thôi kìa, con gái con đứa đầu tóc gì mà điên vậy đó. Tại vì gây sự chứ không tội bạn á. Bạn thôi mà. Thôi. Hai cái đứa này. Hay là chia này lại đi. Cô nói thôi là thôi nha chứ. Ta đang nhìn cười kìa ba, mình đổi động tác được không ba? Không, động tác này nó uyển chuyển, nó đẹp lắm. Mình có thể học, học bất cứ chỗ nào cũng như tập thể dục bất cứ chỗ nào, tập bất cứ động tác gì. Đừng có giả bộ kiếm cớ. Em à, mình hãy chiều ba đi em. Anh hai thấy tập vậy được hả anh hai? Anh nghĩ, ba ơi, chúng ta có thể đổi lật bàn tay lên vậy không ba? Được, nếu anh hai muốn tập thì em sẽ tập. Nó rất kính trọng mình. Mình nói gì nó cũng nghe. Kính trọng, kính trọng. Đang tập thể dục điện thoại. Ý. Alo, tôi nghe. Cái gì? Cổ phiếu rớt giá nữa hả? Hả? Thiệt hả? Trời đất ơi. Cái thằng quỷ mất dạy. Tao kêu mày bán cái cổ phiếu đó đi. Mày không chịu bán gì nó rớt giá rồi kìa. Kìa, ba, ba, bình tĩnh đi ba. Anh hai đâu có tội gì đâu ba. Nhiều khi xui tới ba. 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 Không. Không. Tụi nó chưa về ha, ông ha. Trời là tao. Ba mẹ ơi. Con đã về rồi. Hai đứa, ngồi ngồi dạ. đi. Hai đứa đúng giờ quá. Chào ba. Anh lên mẹ, mẹ con. Dạ. Ba ba bên này, ba bên này. Dạ, chào ba. Ba nè. Dạ. Hai đứa đi đường mệt không? Mệt muốn chết luôn nè mẹ. À, mà con thiết nghĩ á, một năm có mấy chục cái đám giỗ, thôi mình làm chung lần đi mẹ. Chứ tự nhiên làm lại lai rai lắc rắc làm chi, trời mà người chết có ăn được đâu. Em à, tại sao em có thể nói chuyện với mẹ như vậy được? Đến lượt anh nói đó hả? Em à, cái mắt kiến đâu đeo vô? Nói chuyện với tôi mà nhìn đi đâu vậy?
Hôm qua anh không chịu rửa chén, em đập cái mắt kiến của anh rồi em không nhớ hả? Trời ơi, nó không có cái mắt kiến, con mắt nó kỳ lắm con ơi. Cứ vậy đó ba, mỗi lần mà con không chịu rửa chén lau nhà cái là đánh đập con rồi đập mắt kiến con, bây giờ không thấy đường. Con sao kỳ vậy? Thí dụ có gì nó không làm á thì nói mẹ, mẹ qua mẹ làm cho chứ sao mà đánh đập nó dữ vậy con? Trời ơi, con tôi tài giỏi học giỏi mà sao đối xử với nó như vậy, bây giờ con mắt nó như vậy nó ra đời nữa con dám nhìn ai nữa. Con thấy nhưng mà không rõ thôi xíu thôi. Con nói con thấy mà ba con ngồi đây nè, con nhìn đi đâu vậy? Thôi, cái chuyện trong gia đình mình là ngày hôm nay lâu lâu rồi con mới gặp lại. Mẹ à, con có thể nói với mẹ cái chuyện này được không? Con, mẹ bên này nè, Minh ơi, Minh, mẹ nè con. Mẹ ơi. Trời ơi, bây giờ nó nói chuyện phải hửi mùi, nó biết cái góc nào là của người ta ngồi. Ông này, con mình mà ông nói chuyện như chó vậy đó. Mẹ ơi, giờ này gia đình mình là ở đây vẫn ổn chứ mẹ? Ừ, vẫn ổn, bình thường hết con. Mà. À, dạ, nghe vậy con cũng vui mẹ. Con, dạ. Một chút nữa mẹ mua cái kiến khác cho con đeo vô nha. Dạ dạ cũng được mẹ. Lẹ lẹ không ơi, ông nội đèn ra bấm quyệt là con bị nữa mẹ. Trời ơi, tội nghiệp thằng con tôi quá. Chào ba mẹ. Trời ơi, về nè. Con trai cưng tôi về rồi kìa. Ủa rồi, vợ con đâu? Dạ, Mình ơi, vô đi Mình. Trời ơi, nó điềm đạm nó dễ tương tặc. Dễ sợ luôn trời đất ơi. Nhìn dạ. Nó như diễn viên bên Thái Lan nha. Ủa? Chào ba mẹ, con mới về. Con sao si cò que rồi? Mà con xin lỗi ba mẹ, con về dỗ chuyến này chắc con không phụ giúp được cho ba mẹ quá à. Tại vì cái chân của con nó bị đau nè, cho nên con ngồi chỗ à. Thì đó, năm trước đám dỗ cái tay nó bị què. Thì đó, nó vô rồi nó hỏi gì ba ơi, tay con gì sao con rửa chén đó, con để cái chén ở đây là rớt hết hai cái. Ủa, bộ đau chân là xong hả? Trời ơi, chị làm gì vậy? Rồi không, thôi nằm mơ không sao hết. Bú rác thôi nữa hả? Ê cái con mặc giày kìa, bú rác. Đứa nào mặc giày? Bú rác đây, không có mặc giày hết. Bú ra đây, không có bánh chưng có giày. Bỏ ra, không nhanh lên, đưa đây, không bỏ. Gì vậy? Nữa hả? Dạ con chào cô. Dạ con chào cô. Đưa đây, muốn coi thì về nhà mà coi. Đưa ra. Nhà đứa nào gần hơn thì đưa về. Tôi phải nhìn cho bạn gần hơn. Không đi. Không hả? Trời ơi, cái đứa này. Nè, làm cái gì vậy? Hả? Hai đứa làm cái gì vậy? Trong nhà này nhà có ai mà làm loạn hoài vậy? Hả? Từ nay về sau tôi sắp bén mảng tới cái nhà này nữa đi chứ. Đi, đi lên. Không được tiếp xúc với con tao trai tôi nữa. Đi, nhanh lên, đi. Đi đi, nhanh. Cô ơi. Cô. Hai đứa. Cô ơi, nhà mình hết đồ ăn rồi, hay là mua pizza về ăn đi cô. Cũng được con. Tại sao phải ăn pizza? Cô ơi, hay là mình đi ăn gà nướng đi cô. Ủa tại sao phải ăn gà nướng? Ủa pizza ngon hơn, mình thích ăn pizza được không? Bạn thích mình cũng thích. Thích ăn gà nướng nữa rồi sao? Ê, cái con mặc giày kia. Ê, không có kêu mặc giày nữa, thị nụ. Vậy thị nụ? Ê, cái con Quỷ Hoàng Anh kia. Dạ. Dạ không, con kêu con Quỷ Hoàng Anh nè con. Cái kêu gì Quỷ Hoàng Anh? Hả? Muốn gì? Muốn gì? Muốn gì hả? Về nhà ăn đi, ở đây chùa hả? Vô ăn hoài vậy hả? Ủa, chứ bạn cũng ăn chùa vậy? Nhà nào gần hơn nó đi về đi chứ. Nhà nó nào gần hơn nó đi về, mắc cười. Đi về đi đồ thứ, ăn chùa, ăn trực. Ăn chùa, muốn gì? Sao hả? Lily à, anh năn nỉ mà, cho anh một cơ hội đi em. Anh hứa anh thay đổi mà. Lily, em không thể chấp nhận một người đàn ông to xác, tính tình là trẻ con như anh được. Anh đã thay đổi rồi mà, em thấy không? Từ phong cách ăn mặc tới tính tình, anh thay đổi rồi mà, năn nỉ mà. Mà em, Lily, cho anh một cơ hội đi mà. Đứng lại. Lily. Mày đứng lại. Lily. Mày chạy hả? Lily. Mày đứng lại chết. Ông làm cái gì vậy? Bác có chuyện gì vậy bác? Chuyện gì vậy? Lỡ tay. Ông muốn cái gì? À, bình tĩnh đi anh, có chuyện gì từ từ giải quyết anh. Bình tĩnh đi. Đi này, đợi tôi. Em mời anh năn nỉ mà. Anh thấy chưa? Em cần một người đàn ông ở bên cạnh, chứ không phải một người chưa trưởng thành học hành đàn ông. Không mà, tới cơ hội đi mà. Cái quần bông của anh đã chứng minh hết tất cả rồi. Anh không có tất cả đây nha. Em. Ông thấy chưa?
Tất cả là tại ông á. Bình tĩnh đi anh. Có chuyện bình tĩnh giải quyết. Bình tĩnh anh. Làm sao mà bình tĩnh được? Chết rồi, có chuyện lớn rồi. Không được, Phúc nó đang kính trọng mình. Mình hèn nhát mình bỏ chạy, liệu nó còn kính trọng mình không? Bình tĩnh đi anh. Nè anh ơi. Em với ba lui lại. Anh lớn, anh đủ băng lãnh để anh lo chuyện này cho. Anh, chào anh. Cái lỗi này là lỗi của tôi. Anh muốn làm gì anh làm với tôi nè. Anh đừng có đụng tới người em đáng yêu và người cha đáng kính của tôi. Muốn gì nói chuyện với tôi đi. Được. Mình là người anh trai được kính trọng. Được kính trọng. Anh. Dạ. Mẹ đi thi được không con? Tham gia cái gì? Cuộc thi sáng tạo của mắm tôm của khu phố. Tôi sẽ tham gia thi. Không có đi thi nữa đâu. Dạ, tham mố quá. Thà một phút huy hoàng rồi trận tắt. Ông cho tôi huy hoàng một chút tôi tắt cũng được. Bây giờ mà ông tôi đi thi, tôi tự tử tôi chết. Tôi làm tôi chết. Rồi. Tắt đi nè. Thôi. Đồ bị mất thể ở nơi mà cả trường ai cũng phải đi vô. Nơi nào mà cả trường ai cũng phải đi vô. Đón xem tập 161 Gia đình là số 1 phát sóng vào lúc 19:50 ngày 25 tháng 10 năm 2017 trên kênh HTV7. Famikit vị sô cô la uống ngon cháu lớn. Wow. Tháng năm này có gì hot? Anh em mình là cái gì nào? Anh em mình là tụ số hào. Từ nhà sản xuất, gia đình là số 1. Gang of God, một series sitcom hài độc lạ, một siêu phẩm truyền hình đình đám của Thái Lan đã có mặt tại Việt Nam. Việt bộ siêu hài. Anh rất là khác với bạn trai xưa của em. Trời đất ơi, quá thật. Nước miếng này cũng là nước miếng nhân loại với nhau mà. Trời ơi. Những tình huống khó đỡ, hài hước xảy ra trong đời thường. Chạy, chạy lên đi. Chạy, đồ kia còn ở đó. Vật hóm hỉnh, bá đạo. Trong cái phòng khách này đang có rất nhiều cái sai. Phải đập cái nhà này. Đập cái nhà này. Nhưng con không có biết lựa. Cho ăn thử luôn cái hay ngọt thì mình lấy. Biết. Ba con 150. Cái gì? Được thể hiện đà sắc màu bởi những nghệ sĩ tài năng. Em cảm thấy anh phi diệu. Hôm nay mới biết là cái bộ mặt của anh là như thế nào nè. Ơi là thế dài dớ quăng tầm lên. Anh đẹp trai lắm á. Cô chú bắt con. Coi như là nhà của mình. Tự nhiên nó thoải mái lên có gì đâu. Trời ơi, giống như cái bệnh địa vậy. Kiếm chịu chứ. Cá lớn cá bé. Hai con nó tấn công thì cá mập cũng phải chết. Tại sao? Nhập viện hết rồi. Bắt cá dùng lên. Anh thích bông gòn không? Ở đây có bông súng không? Sao có gì súng được không? Hãy té đi. Hãy dìu em té đi anh. Ôi. Mẹ anh yêu. Mày có tin tao kêu 500 anh em bán mảng cầu vợ tao đi hốt cái căn nhà mày không mày?
thật lắm tai ương, tại sao tôi lại dễ thương thế này? Cuộc đời thật lắm éo le, tại sao tôi lại cute thế này? Tiên nữ. Đón xem Biệt đội siêu hay, hai bùng rốc cười lăn lóc, phát sóng thứ sáu hàng tuần vào lúc 21:50 bắt đầu từ ngày 19/5/2017 trên kênh HTV7. Đi cùng em, đi cùng em, đi cùng em đi khắp thế gian.